Trương Ngọc Ánh réo tên Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, bức xúc thay cho tình trẻ Anh Dũng. Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa có bài đăng dài chia sẻ về những ồn ào xoay quanh chuyện tình với diễn viên kém 14 tuổi Anh Dũng. Bên cạnh phủ nhận chuyện chia tay, cô cũng bất ngờ réo tên Hồ Ngọc Hà, Kim Lý. Sau thời gian im ắng, Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn đường ai nấy đi khi được hỏi về loạt status đầy tâm trạng và chia sẻ bản thân vẫn còn độc thân. Trao đổi với Vietnamnet, Trương Ngọc Ánh vui vẻ cho hay: "Tôi quan niệm miễn chưa lấy chồng thì vẫn là người độc thân bạn ạ. Khi nào kết hôn chính thức đeo gông vào cổ, tôi mới chia tay đời độc thân. Về đôi lứa, chúng tôi vẫn bình thường, chỉ là không đưa nhau lên truyền thông và mạng xã hội thôi. Trong cuộc sống, chuyện các cặp đôi vợ chồng yêu đương rồi giận dỗi là hết sức bình thường. Nhiều cặp giận nhau như cơm bữa vẫn ở bên nhau hoài đó thôi. Về thỉnh thoảng đang ẩn ý để người kia đọc được cũng bình thường nốt, để ở bên nhau đến giờ, cả hai đã đi một con đường rất dài, trải qua bao nhiêu chông gai, nếu có gì thay đổi chúng tôi sẽ xác nhận." Cô cũng nói thêm, Anh Dũng và Đào Lan Phương bị ảnh hưởng nhiều nhất, Dũng sống rất tử tế, bỗng dưng bị gọi là sở khanh, bị mắng nhiếc đủ thứ. Họ viết, Trương Ngọc Ánh vỡ nợ nên anh Dũng bỏ theo đại gia. Trời ơi, tôi vào Facebook anh, thấy người ta bình luận mắng chửi mà nóng máu, tội nghiệp anh ấy, Dũng im lặng, nhưng tôi thì không. Tội cho bé Lan Phương, cứ gọi xin lỗi tôi và Dũng. Vợ chồng em ấy áy náy, muốn mời cơm để xin lỗi, cho rằng vì sự kiện của mình mà khiến chúng tôi vướng scandal, tôi phải hết lời động viên Lan Phương chẳng có lỗi gì cả. Tin đồn thất thiệt ảnh hưởng cả gia đình anh Dũng, hai bác lớn tuổi rồi, mẹ anh lại đang không khỏe, vẫn hết sức lo lắng, gọi cho tôi hỏi chuyện gì xảy ra, con cái người ta được nuôi dạy khôn lớn đàng hoàng, như thế mà bị bôi nhọ thảm thương, tôi thấy các trang lá cải quá độc ác, tất cả mối quan hệ xung quanh tôi đều bị vạ lây, chẳng hạn Kim Lý bị nhắc tên, lỡ Hồ Ngọc Hà đọc phải cũng khó chịu chứ, bạn bè, khách hàng, các đối tác công việc đều hoang mang, ái ngại. Mỗi ngày tôi phải nghe hàng chục cuộc điện thoại từ Mỹ, Australia. Tôi rất bức xúc vì không muốn thanh minh, cũng không thể giải thích mãi với hàng chục, hàng trăm người. Nghệ sĩ chúng tôi đều có gia đình, người thân mà. Trước đó, mạng xã hội xôn xao tin đồn Trương Ngọc Ánh và bạn trai Anh Dũng trục trặc tình cảm. Từ cuối năm 2023, cặp đôi khá kín tiếng, ít khi chia sẻ về chuyện đời tư. Nghi vấn chia tay xuất hiện khi dân tình nhận thấy cả hai không còn sánh đôi trong các sự kiện gần đây. Từ đầu năm 2024, Trương Ngọc Ánh luôn xuất hiện lẻ bóng. Lần gần nhất, dân tình nhìn thấy cả hai là vào tháng 7 năm 2023. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ quan trọng như Tết Nguyên đán, Valentine 14 tháng 2, Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 vừa qua, Anh Dũng cũng không có động thái bày tỏ tình cảm với bạn gái. Thời điểm Trương Ngọc Ánh vướng ồn ào liên quan đến việc công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỷ đồng hồi tháng 1 năm 2024, nam diễn viên cũng không có phản ứng hay lên tiếng bảo vệ người yêu. Về phần Trương Ngọc Ánh, trên trang cá nhân, người đẹp không đăng ảnh chụp chung, cũng không nhắc đến bạn trai kém 14 tuổi, cô chỉ cập nhật hoạt động với mẹ ruột và con gái Bảo Tiên.